chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay mới về một con máy cơ xích Steam 017 anh em nhá. Đó, con này là dòng Steam của Đức đời đầu anh em. Đó, cái dòng mà 170, 180 là đời mới. Còn con này nó là đời đầu anh em nhá. Đó là dòng của Đức chính hãng luôn nha. Đó, con này thì máy rất là mới luôn anh em. Đó, hầu như là đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn cái bồ nó này. Bô zin nó còn nguyên lớp sơn đen luôn nha anh em. Máy chưa sử dụng được bao nhiêu luôn nha. Đó, rất là mới luôn. Đó, con này là hàng đẹp thuộc loại 90% đấy anh em. Đó, máy mới sử dụng được khoảng một nửa sẽ sên thôi, người ta đã bỏ rồi. Đó, rất đẹp. Trong đó nha, lòng bàng bô rất là mới luôn này anh em, cái bô anh em lòng buji zin nó luôn nha này, điện zin, dây điện zin nó này, nó quadro, điện quadro, điện rất là mới luôn, máy bên trong nội thất nó rất là mới luôn nha, cam kết anh em là nguyên zin nguyên bản luôn nha. Đó, bô cái của nó rất mới, nó đẹp zin nguyên bản, chưa có vặn ốc gì ra luôn nhá, ốc zin nó luôn nha anh em nhé. Anh em nào ưng ý cây máy này, anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên bảng kèo lại các cửa hàng của Hoàng tại 165 Đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk để xem máy anh em nhé. Đó, số điện thoại mua hàng là 0345 050399 anh em nhé. Rồi, ok, hình thức thanh toán của bên em là đặt cọc trước 200.000, nhân là anh em được kiểm tra thanh toán hết nhá. Đó, máy là em cam kết là như video này luôn anh em nhé. Đó, rất đẹp luôn. Số máy nó là 380031 09 anh em nhá, 380031 09. Đó, máy bao mới luôn, bô viết còn rất là đẹp, bít tông còn sáng choang luôn nhá. Đó, để em sẽ tháo bô cho anh em xem bít tông luôn nhá. Huy à, cầm tít 8 ấy Huy à. Đó, xích là xích cái tin zin dày luôn. Con này thì nó xài cái lam ngắn anh em nhá, lam của nó là xài 35 phân, sử dụng được 30 phân anh em nhé. Đó, lam 35 sử dụng 30, lam zin của Estin luôn nha, xích của Estin luôn, xích tròn. Đó, em sẽ tháo cái bô ra cho anh em xem bộ phận bên trong máy nhé. Đó, cây này là em mới về được hôm qua, hôm nay mới quay cho anh em xem được cây máy này nha. Máy em đã kiểm tra bô cho anh em xem rồi, bít tông là bao còn sọc ngang luôn, máy chưa sử dụng bao nhiêu luôn nha, máy rất mới. Đó, bên em chỉ tháo cái này để xem bít tông thôi nhá, chưa có bung máy ra luôn anh em nhá. Đó, đây là cái bô của nó đây nha, bô zin nó này anh em. Đó, bô zin này. Đó, rất mới luôn nha. Đó, bên trong em chưa có tháo ra luôn nha. Đây, em xem bít tông nó đây. Anh em xem rõ bít tông. Đó, bên em là bao check hàng anh em thoải mái luôn, bởi vì em lấy hàng lựa mà. Đó, bít tông không có một vết xước luôn em nhé. Đó, bít tông còn nguyên sọc ngang luôn. Đó, rất đẹp. Rất mới, nòng mới choang luôn này. Đó, nòng điện rất mới luôn nha. Cái máy như này anh em chỉ cần pha nhớt tốt thôi là cái máy nó nòng nó không thể hư được. Đó, còn trừ khi anh em quên pha nhớt thì mới là bó tay thôi nha. Anh em nào quên pha nhớt hoặc là anh em pha nhớt kém chất lượng thì nó hư nòng là bình thường nha. Đó, còn máy là nó nguyên zin, người ta sẽ pha nhớt tốt thì máy nó còn bóng lỏng vậy anh em. Đó, hơi hám là bao cho anh em là căng đét luôn. Hàng của Đức chính hãng luôn nha. Đó, rất đẹp, rất mới, hàng lựa đẹp luôn nha. Mấy dòng này thì phụ tùng thay thế của nó có sẵn 100% hết anh em nhé. Anh em thiếu cái đồ gì anh em cứ liên hệ qua Hoàng Máy Bãi, anh em Hoàng sẽ gửi đồ tận nhà cho anh em nha. Quá đẹp luôn, soi bít tông đồ cho anh em thoải mái cỡ đó luôn nha. Đó,
Bây giờ Hoàng sẽ test nổ máy cho anh em xem máy này nhá. C của Đức rất đẹp, đẹp leng keng anh em luôn nha. Đó, phụ kiện kèm theo là gồm một tô vít chỉnh, một chiếc rũa và một chiếc tim mở buji anh em nhé. Đó, anh em có thể ghé đấy, trực tiếp cửa hàng của Hoàng bãi xem tại địa chỉ 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0345 050399, anh em kết bạn qua Zalo số điện thoại 0345 050399 để mua hàng em nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Hoài bãi nha anh em, xin chào anh em.